NLV, Liên quan vũ trụ, kỷ nguyên mới, lớp 4, DNA. Công thức, cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà. Lưu ý, khi thực hành, giữ mình trong trạng thái tỉnh thức. Thời gian thực hiện, 5 phút 30 giây, một lần một ngày, thực hiện 3 ngày liên tục, rồi ngưng. Bước 1. 5 phút 30 giây, bắt đầu. Bước 1. Hợp nhất NLR liên quan vũ trụ, kỷ nguyên mới, lớp 4. Cầu nguyện cho tất cả, tổ tiên, ông bà. Đọc theo một lần. Bước 2. Hợp nhất 3 lần, hình dung năng lượng từ ngoài. Mỗi lần hợp nhất từ 3 đến 5 giây một lần. Hợp nhất lần 1. Hợp nhất lần 2. Hợp nhất lần 3. Bước 3. Hợp nhất 3 lần. Hình dung năng lượng từ não bộ vào bàn thờ, nơi tất cả tổ tiên ông bà an vị. Mỗi lần hợp nhất từ 3 đến 5 giây một lần. Hợp nhất lần 1. Hình dung năng lượng từ não bộ vào bàn thờ, nơi tất cả tổ tiên ông bà an. Lần 2. Hợp nhất lần 3. Bước 4. Cầu nguyện cho tất cả linh hồn tổ tiên ông bà nội ngoại hai bên và các linh hồn có duyên nghiệp nương theo năng lượng gốc liên quan vũ trụ kỷ nguyên mới lớp 4 trở về khối sáng. Cầu nguyện và tâm sự cho đến khi chuông báo chấm dứt. Cho ông bà, tổ tiên, nội ngoại hai bên, hình dung, bàn thờ, nơi ông bà tổ tiên an vị. Cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên, nội ngoại hai bên và các linh hồn có duyên nghiệp được nương theo NLG liên quan vũ trụ kỷ nguyên mới lớp 4 trở về khối sáng. Và tâm sự. Với ông bà tổ tiên. Nội ngoại hai bên. Cầu nguyện cho tất cả linh hồn, tổ tiên, ông bà, nội ngoại hai bên và các linh hồn có duyên nghiệp
được nương theo linh quang vũ trụ kỷ nguyên mới lớp 4, trở về khối sáng. Tâm sự cho đến khi chuông báo chấm dứt.